Tập 30. Bọn khốn kiếp, đợi đấy. Các người cứ đợi đấy. Sẽ không đứa nào chạy thoát đâu. Tô Linh. Trường Sinh. Sao huynh lại... Sao ta lại ở đây chứ gì? Tất cả đều do mẹ của muội hại đấy. Mẹ tôi. Muội nhìn ta đi. Muội nhìn đi. Hà Trường Sinh đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Tại sao lại bắt ta phải chịu khổ thế này? Ta chỉ thích muội. Mẹ muội không đồng ý thì thôi. Tại sao lại hại ta? Hại gia đình ta cửa nát nhà tan. Tại sao? Trường Sinh. Tô Linh. Ta bị Phúc Tấn đuổi khỏi Dương phủ như đuổi một con chó. Không những không được ở trong phủ mà còn không được ở lại kinh thành. Từ nhỏ ta đã sinh sống trong kinh thành. Giờ không cho ta ở là ta không được ở nữa. Muội bảo ta đi đâu? Ta có thể đi đâu? Bây giờ đồ ăn đồ mặc của ta cũng bị cướp sạch rồi. Ngay cả ngôi miếu dột ta cũng không thể nương thân. Ta đã trêu ghẹo ai? Ta đã trêu ghẹo ai hả? Trường Sinh. Nhũ Nương. Phúc Tấn. Các người trăm phương ngàn kế, mục đích không cho ta và Tô Linh ở bên nhau. Nhưng ông trời có mắt. Tô Linh, đây là tự muội tìm đến. Mẹ muội đã hại mẹ ta, ta sẽ bắt muội trả nợ. Công bằng đúng không? Tô Linh, muội chẳng oán hận được ai hết. Mẹ muội vô lương tâm thì muội phải thay bà ta trả nợ. Trường Sinh, đi theo ta, đi theo ta. Trường Sinh, huynh buông tôi ra. Đi mà, huynh bỏ ta ra. Mẹ tôi hại huynh khi nào chứ? Huynh không được nói bừa. Trường Sinh, ta còn có bí mật động trời muốn nói cho muội biết. Tôi không đi với huynh, tôi phải đến Quảng Phúc Am. Trường Sinh, huynh bỏ tôi ra. Hạ Trường Sinh. Các người định làm gì? Buông tay ra, thả quẩy ra. Liễu cô nương, cô chính là Tô Linh cô nương. Ta bảo người thả quẩy ra, có nghe thấy không? Ta không thả, ta phải dùng cô ta để đổi lấy mạng mẹ ta. Cái chết của mẹ người không liên quan gì đến Tô Linh. Thả quẩy ra, ta không thả. Ta không quan tâm nhiều. Mẹ quẩy đã hại mẹ ta, ta phải bắt cô ta đền mạng. Chẳng phải người nói Tô Linh không phải con của Vũ Nương? Cho dù người giết Tô Linh, Vũ Nương cũng không đau lòng đâu. Ai nói tôi không phải là con gái mẹ tôi? Hà Trường Sinh, mau thả Tô Linh cô nương. Khi đại nhân biết người có quan tình nên vẫn đang điều tra, đại nhân sẽ cho người câu trả lời. Người chớ làm bừa. Tô Linh cô nương vô tội, ngươi biết không? Trường Sinh, các người đang nói bừa gì vậy? Tại sao tôi không phải là con gái của mẹ tôi? Mẹ cô đã đánh tráo con của Phúc Tấn. Nhĩ Tề mới là con trai của Nhũ Nương. Quỳnh nói láo. Ta không có. Nhĩ Tề Dương gia đến rồi. Người mau thả Tô Linh ra. Hắn đến làm gì? Hắn đến làm gì? Ta đã bị Phúc Tấn đuổi khỏi phủ. Ta không còn là người của Dương phủ nữa. Ta không sợ ai hết. Không được lại đây. Không được lại đây. Tô Linh trong tay ta, cùng lắm tất cả cùng chết. Hà Trường Sinh, mẹ người đã bị chết qua, hiện vẫn chưa được hạ táng. Nếu người chết thì sẽ là hai cô hồn giả quỷ. Liệu mẹ người có an lòng không? Đúng thế Hà Trường Sinh. Thì đại nhân sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Mau thả Tô Linh cô nương. Thả quỷ ra. Tô Linh, Tô Linh, cô không sao chứ? Mau chạy đi. Đợi ta ở khu rừng phía trước.
Ta sẽ không tha cho các người đâu. Ta sẽ không tha cho các người đâu. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Tô Linh, Nhĩ Tề, Tô Linh, Nhĩ Tề, Nhĩ Tề. Cuối cùng ta đã tìm được muội. Nhĩ Tề, Tiểu Dương gia, Tiểu Dương gia, cậu không được xúc động. Bệnh của cậu vừa mới khỏi. Tô Linh, con mau buông tay ra, buông cậu ấy ra. Bệnh của cậu ấy vừa khỏi. Nhĩ Tề, ta sẽ không buông muội ra nữa đâu. Tô Linh, ta hứa với muội, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Chúng ta không chia xa nữa. Nhĩ Tề, thanh niên cô nương, chúng ta để mặc cho Hà Trường Sinh đi à? Biến mất à? Lúc đó tình hình nguy cấp, muội sợ Dương gia sẽ giết cậu ấy nên bảo cậu ấy trốn đi. Không ngờ cậu ấy lại biến mất. Hà Trường Sinh bị Phúc Tấn đuổi khỏi kinh thành. Nếu gặp phải người của Dương phủ, họ tuyệt đối không tha. Điều này chắc cậu ấy hiểu. Có lẽ cậu ấy trốn hơi kỹ chăng? Muội nghe cậu ấy quán trách Tô Linh, tiền bạc quần áo của cậu ấy đã bị cướp hết. Trong người không xu dính túi, lại chẳng có nơi nào để ở, chắc không trốn được quá lâu đâu. Hà Trường Sinh quán hận Vũ Nương vô cùng, và lại bị ép vào đường cùng. Ta lo cậu ấy sẽ làm liều. Hà Trường Sinh không phải kẻ ngốc. Cậu ta bị Dương phủ đuổi ra ngoài, liền hiểu rằng không thể ở lại, nếu không sẽ khó giữ mạng. Nhưng cậu ta thà trốn ngoài kinh thành, ăn gió nằm sương, mạo hiểm có thể bị phát hiện, chứ không chịu rời đi. Chắc chắn là có dự định khác. Nhưng cậu ta chỉ có một mình, lại là nô bộc, có thể mưu tính việc gì ghê gớm. Cậu ta có cái miệng. Ai mà chẳng có miệng? Ý ngươi là cậu ta sẽ nói ra bí mật của Dương gia? Nếu là ta, ta sẽ làm như vậy. Đại nhân, Trần Nghiệp đã từ Giang Nam trở về. Thuộc hạ Trần Nghiệp bái kiến đại nhân. Người vất vả rồi, chuyến đi Giang Nam có thu hoạch gì không? Bẩm đại nhân, năm xưa Mã Trung theo lão Dương gia xuống miền Nam đánh trận, vì bị thương nên ở lại Giang Nam, không được bao lâu thì chết. Mã Nghĩa, nhị đệ của ông ta đã lo hậu sự. Năm năm trước các đệ đệ của Mã Trung đều đã chết. Từ đó Nhũ Nương không liên lạc gì với họ hàng ở Giang Nam nữa. Nói vậy chồng của Nhũ Nương có thể coi như chết vì việc công. Thế nên bà ta mới được vào Dương phủ làm Nhũ Nương. Đại nhân, thuộc hạ nghe người nhà họ Mã nói, tuy Mã Trung bị thương nặng nhưng lại chết vì bệnh động kinh phát tác. Bệnh động kinh. Nhũ Nương xuất thân nhà nông, gia thế đơn thuần. Hiện trong nhà không còn ai. Thuộc hạ điều tra nhưng cũng không điều tra được gì. Lại rơi vào ngõ cụt rồi. Đại nhân, thuộc hạ đi ngang qua Thái Châu, Lưu Bổ Đầu ở Thái Châu bảo thuộc hạ nhắn với ngài, Tàn Bảo đã giết thủ vệ bãi đá và trốn thoát. Tàn Bảo? Thi sĩ Luân, tốt nhất ông hãy đánh chết ta đi. Đại ca, chính là Tàn Bảo mà huynh bắt cả đời trả nợ. Người muốn làm gì? Người chạy gì chứ? Người đuổi theo ta, ta lại không chạy à? Ta có chuyện muốn hỏi người. Ta không biết gì hết. Nhĩ Tề không phải là con trai Huệ Mẫn quận Dương, chuyện này có thật không? Nói đi. Ta nghĩ là thật. Nói như ngươi, Tô Linh mới là cách cách của Huệ Mẫn quận Dương, còn Nhĩ Tề chỉ là con trai của Nhũ Nương. Mẹ ta nói với ta như vậy. Những gì cần nói ta đã nói hết với Thi đại nhân. Nhưng Thi sĩ Luân không hề tin ngươi. Thi đại nhân,
Rốt cuộc ngươi là ai? Sao dám gọi tên cúng cơm của đại nhân vậy? Ta là người có thể giúp ngươi. Ngươi tên Hà Trường Sinh đúng không? Nếu ta có thể giữ tính mạng cho ngươi, lại có thể báo thù cho ngươi, ngươi có đồng ý đi theo ta không? Ta đâu có quen biết ngươi. Ngươi không cần quen biết ta. Ngươi có theo ta hay không thì tùy. Ta sẽ đi theo ngươi. Đợi ta với. Đi theo ta thì không được hỏi nhiều. Hỏi thêm một câu, ta sẽ quẳng ngươi cho quận Dương Phủ. Đại nhân, tại hạ đã tra cứu kỹ lưỡng những báo cáo Giang Nam gửi đến trong 3 tháng trở lại đây. Đại nhân xem, ở Thái Châu, Tàn Bảo chịu hình phạt giam giữ cả đời, bị đưa đến làm lao dịch tại bãi đá huyện Thông Định. 4 năm qua hắn cải tạo rất tốt, khiến thủ vệ lơ là phòng bị, hắn mới có thể ra tay bất ngờ giết 2 thủ vệ của bãi đá và chạy thoát. Lúc này Thái Châu phủ đã phát lệnh trốc nã. Tên Tàn Bảo này từ nhỏ đã được nuông chiều, ngoan cố hống hách, không phải kẻ an phận. Không ngờ hắn có thể nhẫn nhịn 4 năm không gây chuyện, e là có kẻ hướng dẫn. Bạch sư gia, cậu lập tức gửi công văn đến Thái Châu yêu cầu điều tra tất cả những chi tiết trong thời gian Tàn Bảo bị giam giữ. Đại nhân đang nghi ngờ điều gì? Lẽ nào ngài nghi ngờ hắn có liên quan đến việc này? Tàn Bảo không có bản lãnh đi đâu, nhưng phải điều tra rõ mới yên tâm được. Dạo này ta luôn cảm thấy bất an, cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Đại nhân, Tô Linh cô nương trở về có bị trách mắng không? Không có. Bồi tượng Phúc Tấn sẽ nổi giận, không ngờ bà ấy chẳng nói gì hết. Hơn nữa còn sắp xếp cho Tô Linh một căn nhà riêng, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Đại nhân, tổng quản nói sau trận ốm của Dương gia, thái độ của Phúc Tấn đối với cậu ta khác hẳn. Chỉ sợ không thuận theo ý Dương gia, cậu ấy sẽ lại đòi sống đòi chết. Đại nhân, ngài có thấy căn bệnh của Dương gia rất kỳ lạ không? Cậu ta bị bệnh thật hay là không muốn sống nữa? Đinh Trung, dạ. Người đi dò hỏi xem đại phu khám bệnh cho Dương gia là ai. Mời ông ta qua phủ một chuyến. Dạ. Tô Linh, Nhĩ Tề, muội mau ngồi xuống. Muội thấy sao? Chỗ này có ổn không? Ta đợi ngạch đường đặc biệt sắp xếp cho muội một căn phòng yên tĩnh, cách sảnh trước càng xa càng tốt. Theo ý ta, tốt nhất không nên ở trong phủ. Nhĩ Tề, sao muội có thể ở nơi này? Muội là một a đầu mà. Muội không phải. Tô Linh, ngạch nương đã đồng ý cho ta lấy muội. Có điều chỉ có thể làm thị thiếp. Nhưng muội đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám ngược đãi muội đâu. Đợi vài ngày nữa, ta làm xong mấy chuyện phiền phức, ngày nào ta cũng sẽ đến với muội, được không? Tiểu Dương gia, Vũ nương biết thế nào cậu cũng ở đây, đến giờ uống thuốc rồi. Cậu sao thế? Cậu ấy chỉ vì tìm con mà nhiễm phong hàn, lại không chịu uống thuốc tử tế. Nhũ nương, ta không sao đâu. Bị bệnh sao lại không uống thuốc? Huynh uống đi. Để ta tự uống. Thế nào? Mẹ à, có cần mời đại phu đến khám không? Đại phu gì chứ, cậu ấy có làm sao đâu. Nhưng sau này con phải chú ý đến sức khỏe của cậu ấy, tuyệt đối không được lơ là. Nhũ nương, sức khỏe của ta, ta tự biết để ý. Sau này đừng sai khiến Tô Linh nữa. Tiểu Dương gia, nhũ nương đang dạy nó cách hầu hạ ngài mà. Tiểu Dương gia, Phúc Tấn bảo ngài qua đó một lát. Chúng ta đi. Tiểu Dương gia, nhất định Phúc Tấn có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Cứ để Tô Linh ở đây, nó vừa mới về, hai mẹ con nhũ nương còn chưa có cơ hội chuyện trò tâm sự. Ta sẽ quay lại ngay. Quên đi đi.
Tô Linh à, lần này Tiểu Dương gia phải liều mạng mới bảo vệ được con. Bất luận cậu ấy cho con thân phận thế nào, con vẫn là một A đầu. Về điểm này con nên rõ. Mẹ, con chưa từng ham muốn điều gì, chỉ cần được ở bên mẹ, ở bên nhĩ tề, cho dù làm A đầu, con cũng hạnh phúc lắm rồi. Con hoàn toàn không dám có suy nghĩ gì khác. Được, con hiểu là tốt. Sức khỏe của nhĩ tề con nên chú ý một chút. Mẹ nói con nghe, nếu cậu ấy có gì bất thường, con phải mau chóng nói cho mẹ biết. Tuyệt đối không được kêu gào, càng không được gọi đại phu, con hiểu chưa? Sức khỏe của nhĩ tề làm sao? Có gì không bình thường à? Cậu ấy rất khỏe, rất khỏe. Nếu không có con, cậu ấy chẳng làm sao hết. Sau này đừng có nhắc chuyện này trước mặt cậu ấy. Con biết rồi. Tô Linh, mẹ phải nói nghiêm túc với con. Đừng tưởng lần này Phúc Tấn tha cho con thì sau này được sống yên ổn. Tiểu Dương gia sống tốt thì mẹ con ta mới được sống tốt. Tiểu Dương gia sống không tốt thì chúng ta cùng phải xuống địa ngục, chẳng ai thoát khỏi liên can. Ngoài ra sau đại hôn của Tiểu Dương, Tiểu Phúc Tấn không dễ dây vào đâu. Có bất cứ ấm ức nào, con cũng phải nuốt vào lòng, tuyệt đối không được làm phiền Tiểu Dương gia. Con biết chưa? Có hiểu không hả? Được rồi, mẹ qua đó hầu hạ đi. Mấy ngày tới con cứ ở đây, đừng rời khỏi căn phòng này. Mẹ, Trường Sinh nói nhĩ tề, con gặp nó khi nào? Ở trên đường đến Quảng Phúc Âm. Trường Sinh nói nhĩ tề, Trường Sinh nó điên rồi, nó đã bị Phúc Tấn đuổi ra khỏi phủ. Lời nói của một kẻ điên còn không được nghe, có hiểu không? Còn nữa, từ giờ trước mặt Tiểu Dương gia tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này. Tô Linh, mẹ nói trước, nếu con dám nhắc đến một chữ, đừng trách mẹ không nhận con. Đã hiểu chưa? Nhớ cho kỹ vào. Đây là phủ tướng quốc của Trấn Quốc Công mà. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta cũng coi như khách của Tra Bố Thái. Cơm ba bữa để ngoài cửa, đợi người đi rồi hãy ra lấy. Chỉ cần không ra ngoài, sẽ không ai vào đây hết. Thế ngươi đưa ta đến đây muốn ta làm gì? Có việc cho ngươi làm, nhưng không phải bây giờ. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Ngươi nói đi. Ta nói ngươi nghe, việc phóng hỏa giết người ta không làm đâu. Phóng hỏa giết người dựa vào cái gan của ngươi à? An phận đợi vài ngày đi. Đợi gì? Đợi ngày đại hôn của Lan Nhược. Cô ta chưa gả vào quận Dương phủ thì kịch hay làm sao bắt đầu được? Người có ý gì? Đừng nhiều lời, ta phải tĩnh dưỡng, lát nữa còn phải lo chuyện. Quá thời gian sẽ không chờ. Tên khốn này còn dám đến. Hắn thực sự nghĩ Thuận Thiên Phủ chúng ta không còn ai nữa chắc? Để ta bắt được, ta sẽ lột da hắn cho chó ăn. Trò Dương Đông Kích Tây hắn đã dùng một lần, hắn chắc chắn chúng ta sẽ mắc lừa. Đỗ Khang đã phái thêm người, ba ca tuần tra nha phủ, sẽ vẫn còn có người lọt vào. Tại hạ nghe Đỗ Khang nói giờ Sửu giao ca, không ai phát hiện thấy gì. Thời gian giao ca giờ Sửu giờ dần, trời sắp sáng là lúc buồn ngủ nhất. Thêm vào đó, vị trí giao găm khá cao, không tìm kiếm kỹ thì không phát hiện ra được. Đại nhân,
Quận Dương Phủ gửi thiệp mời. Ngày 25, ngày họ thành thân chẳng phải định vào ngày mùng 8 tháng sau sao? Sao 25 đã thành thân rồi? Thời gian không quan trọng. Vừa tìm được Tô Linh về, Dương gia đã đồng ý thành thân. Điều này mới lạ. Ngày 25, giờ Mão ba khắc. Đại nhân, thời gian Dương gia bái đường chính là giờ Mão ba khắc, cùng một thời gian. Bọn họ đang khiêu khích chúng ta đấy. Không chỉ là khiêu khích mà còn khiến Thuận Thiên Phủ phân tán nhân lực, mệt mỏi vô ích. Ta không sợ hắn khiêu khích. Điều ta lo sợ là sự an nguy của Hoàng thượng. Đúng thế đại nhân. Hoàng thượng nói lần này sẽ thân lâm Dương Phủ để chúc mừng. Giới tính của Hoàng thượng nhất định sẽ vi phục xuất cung, không đem thị về. Đây mới là vấn đề gây go. Đại nhân, vậy đại ca, có cần báo với Dung đại nhân không? Có thể mấy lần tự do ra vào Thuận Thiên Phủ, thần thủ quán không tầm thường chút nào. Sao đại nhân không cho tại hạ biết sớm? Tại hạ có thể điều đại nội thị vệ hỗ trợ ngài. Đại nội thị vệ là hộ vệ của Hoàng thượng, sao có thể tùy tiện điều đến cho nha môn bắt trộm cướp? Nếu không kinh động đến an toàn của thánh giá, ta cũng chẳng kinh động đến đại nhân. Đại nhân có manh mối gì không? Không có, ta đang lo đây. Tên hung thủ trong vụ án này có thủ đoạn khôn khéo, kín kẻ, động cơ không rõ ràng. Chọn vào ngày Hoàng thượng vi phục xuất cung, hắn dám ngang nhiên thông báo phạm thượng. Nếu là trùng hợp thì không nói làm gì. Nếu cố tình phạm đến thánh giá, e rằng cái mũ của bản phủ cũng chẳng giữ được. Hoàng thượng đã nhiều lần vi phục xuất cung, trước giờ không cho thị vệ thân cận bảo vệ. Người nói làm thế sẽ mất đi thú vui của vi phục xuất cung. Nếu tại hạ phái thêm người đi theo, bị hoàng thượng phát giác thì xảy ra chuyện cũng phiền, không xảy ra chuyện cũng chết. Dung đại nhân, tới hôm đó ngài tuyệt đối không được rời hoàng thượng nửa bước. Tiểu Dương gia, hôm nay cầu thật vinh dự, Dương phủ cũng vinh dự. Mới sáng sớm, những người đưa quà mừng đã đến. Hoàng viên tam phẩm trở lên trong kinh thành đều gửi quà đến chúc mừng. Các thân dương bối lạc đều nói đến uống rượu mừng. Phải rồi, vị hoàng tử thân nhất với cậu còn nói sẽ đến phòng tân hôn trêu chọc đấy. Phải rồi, đến phủ tướng quân rước dâu, nghi lễ với Chu Toàn. Nhũ nương đã cho đậu vào trong phong bao rồi. Không được đâu Tiểu Dương gia, cậu không được hành động theo cảm tính nữa. Phúc Tấn đã chịu theo ý của cậu, cậu không được làm khó Phúc Tấn. Nhất định cậu phải đích thân đi rước dâu. Tô Linh, hôm nay là ngày đại hỷ của Tiểu Dương gia, có mặt ủ mài châu như thế làm gì? Khác nào nguyền rủa cậu ấy. Mau buông tay ra. Nhũ nương, bà không thấy là ta đang nắm tay Tô Linh à? Là ta không muốn buông cô ấy ra. Tiểu Dương gia, tại sao lại bảo Tô Linh đến căn phòng này? Tại sao lại bắt cô ấy làm những việc này? Tại sao lại bắt cô ấy phải nhìn những thứ vớ vẩn này chứ? Đi thôi. Tiểu Dương gia, không được đâu. Được, ta sẽ đi rước dâu. Bây giờ ta đưa Tô Linh về phòng. Đến rồi. Nhìn khí thế quá.
rước dâu 10 dặm, thánh giá thần lâm. Lan Nhược, ta sẽ khiến cô được dễ dàng. Đi thôi. Dương gia làm gì thế? Ngài sốt ruột muốn rước tân nương đến vậy sao? Người vào từ lúc nào thế? Sao người lại ăn mặc thế này? Người định làm gì? Đốt đèn lên. Ai gọi cũng không được lên tiếng. Trước khi ta trở về không được tắt đèn. Mũi tên đen như vậy có kịch độc. Ta biết rồi. Người định đến quận Dương Phủ đúng không? Đôi khi thông minh quá không tốt đâu. Tối nay Nhĩ Tề thành thân với Cách Cách, Tô Linh sẽ ra sao? Đại nhân, bốn con đường ra vào Tân Đào Đình, thuộc hạ đều đã phái đủ người giám sát. Năm con phố trước và sau Dương Phủ cũng đã sai người canh chừng. Đại nhân cứ yên tâm đi uống rượu mừng đi. Đại ca, sắp đến giờ rồi. Huynh là ông Mai, không được đến muộn đâu. Muội đừng nhắc đến ông Mai nữa. Hai người đã bao giờ thấy tân nương tân lang đều dơ chân đạp ông Mai chưa? Bạch Dương đã đợi ngoài Dương Phủ, sẽ không có gì sai sót đâu. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Phúc Tấn, đa tạ. Là đàn ông phải có trách nhiệm. Con đã hứa thì đừng khiến người ta chê cười. Chúc mừng, chúc mừng, đa tạ. Con đứng đây là đã thực hiện lời hứa rồi. Con đâu có hứa sẽ tươi cười. Nhĩ Tề, chúc mừng, chúc mừng. Thi đại nhân, chúc mừng Phúc Tấn, Dương gia Kim An. Coi như ông biết điều. Nếu ông dám chúc mừng ta, ta sẽ đạp ông lăn xuống. Đại ca, muội canh chừng trong nội viện Dương Phủ để đề phòng. Được. Dung đại nhân, tới hôm đó đại nhân tuyệt đối không được rời hoàng thượng nửa bước. Chủ nhân, sắp đến giờ rồi. Nghi thức bái đường rắc rối phiền toái, chẳng có gì hay đâu. Đợi tiệc rượu bắt đầu hãy tới. Ra kia đi.
Tần Nhân cất bước vào nhị đường, đôi câu đối đỏ dán hai bên. Tần Nhân cất bước vào gác phòng, hoa nở thượng uyển có phượng hoàng. Tần Nhân cất bước vào đại đường, phú quý vinh hoa khắp vạn năm. Thì đệ nhân, Tần Nương cũng to gan thật, đến khăn trùm đầu cũng tự mình bỏ ra. Nhất bái thiên địa, cả đời hòa thuận. Nhị bái cao đường, giang ngọc đầy nhà, phu thê giao bái. Phu thê giao bái, yêu thương trọn kiếp, cùng giao động phòng, tình nghĩa nặng sâu. Náo nhiệt quá, đúng lúc tiệc mừng bắt đầu. Đi thôi. Cẩn thận thích khách, hộ giá. Nô tài hộ giá không chu toàn, khiến hoàng thượng kinh sợ, xin nhận tội chết. Đứng dậy đi. Người có nhận ra người đó không? Bẩm hoàng thượng, nô tài không nhận ra. Có lẽ là người do thi sĩ Luân sắp xếp. Lát nữa người nhớ vào hỏi xem sao. Hắn dám lớn tiếng quát thống lĩnh thị vệ như ngươi, quả là một nhân tài. Đại nhân, hoàng thượng nói sao? Hoàng thượng không nói gì hết. Người ngồi xuống uống vài ly rượu rồi đi ngay. Dung đại nhân phát hiện ra rồi à? Lúc đó tình hình nguy cấp, ta bất đắc dĩ mới ra tay. Ta hiểu sư gia làm rất đúng, nhưng hoàng thượng không hề nhắc đến chuyện này. Xem ra Dung đại nhân đã không để hoàng thượng biết. Tại hạ muốn nghe đại nhân giải thích trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Dung đại nhân, ngài mất trí rồi sao? Lẽ nào ngài không nhận ra ta là Bạch Dương sư gia của Thi đại nhân? Một sư gia tú tài sao lại có thân thủ khá như vậy? Ý Dung đại nhân là tú tài không thể biết võ công chứ gì? Đó không phải là võ công bình thường. Dung đại nhân, Bạch sư gia biết chút quyền cước cũng là chuyện bình thường. Đại nhân coi thường hắn quá. Mọi người đều biết cậu ta có võ công. Phải, ta biết sư gia của mình có chút võ công, nhưng cậu ấy không phải đối thủ của Thanh Y. Hồi trước thường xuyên bị Thanh Y đánh cho sưng mày tím mặt. Dạo này cậu ấy ngoan ngoãn hơn, không dám trêu chọc Thanh Y nữa. Đó là cậu ta nhường cô. Tài khinh công của người không luyện 10 năm thì không thể thành được. Dám hỏi sư gia học võ công ở đâu? Giấu giếm võ công với mục đích gì? Dung đại nhân,
Bạch Dương biết chút võ công thì sao? Đâu cần phải tra hỏi gay gắt thế. Chúng tôi suốt ngày không ăn không ngủ điều tra án, chẳng phải để bắt hung thủ hay sao? Thành Y, không được vô lễ. Dung đại nhân cũng chỉ quan tâm thôi, muội chẳng hiểu chuyện gì hết. Không, Thành Y nói đúng, là tại hạ đa nghi mạo muội rồi. Mời Dung đại nhân ngồi. Bạch sư gia, có đuổi kịp kẻ đó không? Ta đuổi đến ngã tư phía đông, do quá đông người nên không thấy bóng dáng hắn đâu. Người này tính toán kỹ lưỡng, sớm có phòng bị, đuổi theo được mới lạ. Đại nhân, tại hạ vẫn suy nghĩ người này đến để khiêu khích. Người này bôi đen thân mũi tên, dưới ánh trăng cũng không bị phản quang, nên khi bắn mũi tên ra, tại hạ không hề phát giác. Hắn mài phẳng đầu mũi tên, chứng tỏ hắn không có ý làm người khác tổn thương. Hắn muốn chúng ta phải mệt mỏi thôi. Tại hạ tin rằng đêm nay Tân Đào Đình tuyệt đối không có chuyện gì hết. Giờ Mão ba khắc qua lâu rồi, Đỗ Khang canh chừng ở Tân Đào Đình không hề phát hiện thấy điều gì bất thường. Đây là gì? Người này thân thủ nhanh nhẹn, tự do ra vào Thuận Thiên Phủ. Những thứ này đều là hắn găm trên cửa. Ta cứ nghĩ đêm nay hắn muốn hành thích hoàng thượng. Nghe phân tích vừa rồi có mọi người xem ra không phải. Người này đến để khiêu khích thì sẽ không giữ lời. Bảo Đỗ Khang lưu ý một chút. Nào nào, con trai lấy vợ rồi. Con trai lấy vợ rồi, là hoàng thượng ban hôn. Nó lấy em gái của đường kim Tĩnh Tần nương nương, con gái út của Trấn Quốc công. Hoàng thượng còn đích thân đến chúc mừng đấy. Tôi có đứa con dâu thể diện như vậy, tất cả khổ sở tôi phải chịu suốt cuộc đời đã được bù đắp rồi. Đúng rồi, cho dù con trai mình có chuyện gì, bên nhà vợ cũng không để nó phải chịu tội, phải không ông? Đại ca, huynh nghỉ tay ăn một chút đi. Thành Y, cô mới là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, cô biết không? Từ trưa tới giờ ta còn chưa được uống hớp nước nào. Thế cái bánh nướng ta để trong ống tay của đại ca cho huynh ấy ăn lót dạ đâu? Ai ăn rồi? Ta nói ta không uống nước, chứ có bảo là không ăn bánh đâu. Ngày đại hôn của Dương gia và Lan Nhược Cách Cách, muội nhìn thấy Tô Linh, Dương gia cũng trông thấy cô ta. Hai người họ nhìn nhau từ xa thật đáng thương. Có điều khi ấy Lan Nhược Cách Cách khiến Dương gia mất mặt trước đám đông. Dương gia lại chịu nhịn, thật không giống cá tính của cậu ta. Theo huynh, Dương gia sẽ đối phó với cô ta ra sao? Lan Nhược Cách Cách quả thực hơi bướng bỉnh. Tại hạ vốn nghĩ Hạ Trường Sinh nhất định sẽ đến phá đám, khiến Dương phủ mất mặt. Thật không ngờ hắn lại không chịu lộ diện. Lẽ nào hắn rời khỏi kinh thành rồi? Đại nhân, Đinh Trung, bọn ta bận tối mắt tối mũi, người lại đi uống rượu ra nông nổi này à? Không, Liễu cô nương, cô nói quan cho tiểu nhân rồi. Tiểu nhân đi làm việc nghiêm túc đấy chứ. Đại nhân, sau yến tiệc, tiểu nhân tìm được cơ hội chuốc say tổng quản của Dương phủ. Tiểu nhân đã hỏi được vị đại phu đã chữa bệnh cho Dương gia. Là ai? Hiện đang ở đâu? Một đại phu già ở Nhân Khánh Đường. Ông ta họ Ngô, chuyên trị những bệnh nan y. Bệnh nan y? Bệnh nan y? Dương gia mắc bệnh gì? Thuộc hạ tìm đến Nhân Khánh Đường truy hỏi vị đại phu này. Ông ta sống chết không chịu nói. Sau đó ông ấy bảo là Phúc Tấn dặn ông ta không được nói ra. Tiểu nhân không dám truy hỏi thêm nữa, sợ kinh động đến Phúc Tấn. Và tiểu nhân đến hỏi ý kiến của đại nhân. Người làm rất đúng. Để tránh kinh động đến Phúc Tấn, không nên gặng hỏi. Người có thể bắt tay từ đồ đệ của đại phu đó, xem có hỏi được gì không.
Dạ, thuộc hạ đi ngay đây. Hơi lạ rồi đấy, không nói ra bệnh tình, không cho thái y khám bệnh. Rốt cuộc Dương gia mắc bệnh nan y gì khiến Phúc Tấn phải lo ngại như vậy?